Báo trẻ ta nổi tiếng với khả năng chạy nhanh nhất trong số các động vật trên cạn. Chúng có thể chạy nước rút với vận tốc lên tới 112 km/h, khả năng bứt tốc không thua gì những chiếc xe thể thao. Nó có thể tăng tốc từ 0 đến 72 km/h chỉ trong thời gian 2,5 giây. Trong khi những chiếc xe nhanh nhất trên thế giới hiện nay có khả năng tăng tốc từ 0 đến 97 km/h trong 3,5 giây.